Tiếng dịch này bị bể luôn. Tiếc ghê ha. Tưởng nó tiếng dịch này nó bị cái chất vôi ở ngoài á của cái vỏ của bác nó chị. Nó không có cứng rồi nó bị bể luôn. Dạ Vườn Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Vườn Hồ đang có mặt ở cái cánh đồng. Phía xa xa là kia là những cái con vịt của bé Bin chăn đó cô bác quý anh chị. Giờ này là 2 giờ rồi. Và chiều ngày hôm nay thì miền Tây cũng khá là mát và dễ chịu luôn. Lúc nãy mà khi mà đi đến đây đó thì Vườn Hồ chạy vòng vòng đi kiếm bé Bin. Bé Bin không có ở trong cái ánh, không có ở trong cái bóng mát, bóng cây nữa, mà bé Bin đi lượm trứng vịt cho chủ hả? Đi xa xa tích đằng kia kìa. Mà nếu như nhìn xa nhìn càng không thấy luôn, chỉ thấy hình ảnh nhỏ nhỏ đó là một màu đỏ, đó là một cậu bé mờ dạng đang đi lượm trứng vịt. Và theo được sự chia sẻ của người dân á thì bé Bin phải lượm những cái trứng vịt còn sót lại ở trên đồng. Đây là những cái trứng vịt còn sót lại ở trên đồng đây. Và ngày hôm nay đến đây thứ nhất là quay về bé Bin, cũng như thông tin với cô bác quý anh chị là có một mạnh thường quân là cô Lạc Hội Danh ở Úc cũng gửi cho bé Bin 200 đô Úc đó. Tí xíu nữa thì mẹ của bé Bin cũng qua đây để mà thăm bé Bin, rồi Vườn Hồ sẽ trao cho mẹ của bé Bin luôn. Còn bây giờ thì theo chân của Bin đi tâm sự với em vì những lúc rảnh rỗi như thế này nè, Bin phải đi nhặt trứng vịt. Bin ơi, phải kêu lớn tí xíu. Bin ơi, ó đi xa lắm cô bác quý vị. Thật ra là đi khoảng mấy cây số á, mà biết là thời tiết vào buổi trưa nắng nóng lắm nên buổi hồ đi cũng không có chăm thì buổi trưa là buổi mát mát gì đi. Mà hình ảnh gây cho buổi hồ thương bé nhất á là lúc bé ăn cơm nè, rồi những lúc bé ngủ ở trong cái màn đêm màn sương nè, rồi thậm chí buổi trưa là bé không có được ngủ trưa nha cô bác có gì vậy. Chăn vịt thì không có được ngủ trưa đâu, ngủ trưa lạc vịt mất thì chủ sẽ la ở làm thuê làm mướn mà kiếm được đồng tiền cũng vất vả lắm. Nên là nữ là mong cô bác anh chị ha, đừng có bình luận để mà cho chủ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bé Bin. Vì bây giờ thì không biết Bin làm gì để thay đổi cuộc sống của mình, ngoài việc đi chăn vịt để giúp mẹ mình. Đó là số phận của mọi người mà. Biết đâu sau này có được bé Bin thay đổi được cuộc sống nữa thì sao. Bin ơi, Bin à, bé Bin dáng người nhỏ lắm hả, lượm được mấy trứng vịt để đưa cho chủ luôn. Cực khổ ha, chỉ mới 13 tuổi thôi, một cái độ tuổi ăn học mà bé Bin phải vào đời sớm rồi. Ai cũng cần phải lao động nhưng mà lao động ở dưới cái tuổi mà gọi là tuổi ăn tuổi học thì thật là xót, ai cũng khóc hết cả. Bé Bin đằng kia để Vườn Hồ quay lại. Vườn Hồ lội nãy giờ nói chuyện gần 4-5 phút mà lội vẫn chưa tới bé Bin. Bin đằng này nè quá cái chị. Nước ở dưới này nóng lắm nha, cái chân của Vườn Hồ đi là chân không ở nước ở dưới này nóng nóng dữ lắm, mà Bin phải đi lượm mấy trứng vịt. Bây giờ có bác cái chị Vườn Hồ đầu trần tính đội nói rồi, nhưng mà bây giờ cũng mát mát là thôi đi đồ trần luôn để cảm nhận được cái nắng cái gió của miền Tây. Hãy đi sẽ suy yếu xuống về kiếm Bin nè. Để kiếm được 100.000 đối với Bin không hề là một chuyện dễ dàng nha cô bác của chị. Em phải thức từ 3 giờ khuya nè đi nhặt trứng vịt, rồi hàng ngày buổi trưa là phải lùa mấy con vịt đó cho nó ăn đúng nơi đúng chỗ để thôi chiều nó bị lạc. Nên là nữ là nói thì dễ lắm, nhưng mà để làm một ngày chân vịt ở ngoài đồng ha là một việc gì đó vô cùng khó khăn.
cực lắm luôn. Không phải nói ra để mà nhận sự tình thương của cô bác của chị nhiều cho bé Bin. Tuy nhiên không nói thì cô bác của chị sao không hiểu hết cái những cái vất vả của một cái cậu bé 13 tuổi phải vào đời sớm chăn dịch kiếm tiền nuôi mẹ. Kìa, ô Bin đi càng ngày càng xa. Ôi đây là một trứng vịt này cô bác của chị. Đây nè, phải không? Ô trứng vịt non. À, trứng vịt đi. Bể luôn rồi. Ôi trời ơi. Hả? À. Trứng vịt này bị bể luôn. Tiếc ghê ha. Tưởng nó trứng vịt này nó bị cái chất vôi ở ngoài á của cái vỏ cô bác của chị. Nó không có cứng rồi nó bị bể luôn. Vì con vịt nó ăn không đủ lúa nên hành nữ là bây giờ bởi vì sao đâu ăn được nữa đâu nên hành nữ là bỏ nó đi á. Cũng tiếc ha, trứng vịt này da nó mềm thôi bỏ nó đi ha. Tưởng đâu may mắn vừa hồi lượm được trứng vịt rồi chứ, nhưng mà không ngờ nó bị bể mất tiêu rồi. Mà từ sáng giờ mọi người đi đồng á, người ta cũng lượm hết anh, chắc không còn trứng vịt đâu cho vườn hồ lượm. Đi vô đồng mà lại mấy cái chỗ bày vịt ăn như thế này, thế này nè, lượm trứng á, thấy vui lắm. Mà bây giờ không còn trứng nào hết á, lượm được trứng mà nó bị bể luôn rồi. Anh hành đấy, chưa hên lắm. Cũng vịt ơi, mày đẻ cho tao con trứng đi, tao lượm. Ủa sao con đi xa vậy, chú không thấy con luôn á. Chú không thấy con. Chú kiếm con. Chú chạy tới chạy lui không thấy con nhỏ quá. Hả? Con ở đâu? Con lặn ở dưới hả? Lội sao đâu? Đâu, đâu đi sao đâu? Hèn chi chú đâu thấy con đâu. Lội dưới sao đâu. Vậy hả? Cú xuống sao đâu, làm sao, làm cho chú coi coi. À ơi. Lộn trứng này cho ai? Lượm trứng này cho ai? Cho chủ. Chủ kêu hay vậy? Dạ. Chủ kêu sao? Kêu lượm trứng dài. Lượm trứng dài? Dạ. Rồi trưa có ngủ trưa không? Không. Hả? Không. Không ngủ trưa hả? Dạ. Nay trưa con cơm gì Bin? Cơm sườn. Ăn cơm sườn. Ngon vậy? Lượm trứng cho chủ sao không cho chú? À, đau chân quá Bin à. Đi đây đau chân quá. Mẹ con nay xuống thăm con kìa. Dạ. Con biết không? Biết. Sao biết? Nãy con gặp. Con gặp ai? Gặp mẹ. Ủa mẹ đi đâu đó? Nãy mẹ chạy xuống con ngồi dưới con dòm nên thấy. À hả? Lượm được mấy trứng rồi đưa chú cho coi coi. Đâu? Con mò dưới nước hả? Ê, đâu, con lượm trên bờ. Cái trứng này là cái trứng mềm. Đúng rồi. Một, đếm coi mấy trứng. 8 trứng. 2, 4, 5, 6, 8. Này nếu như mà con bán cho người ta là được bao nhiêu tiền một trứng? Con không biết nữa. Sao không biết? Có bán đâu. Vậy hả? Nó bán còn 4 trứng nữa. Là được 12 trứng. Dạ. Lượm giao lại cho chủ. Dạ. Chủ kêu. Dạ. Giao lại cho chủ để chủ đếm cho người ta đúng không? Không, chủ đem về ăn. Chủ đem về ăn hả? Dạ. Ngày nào mình trưa mình cũng phải lượm hay sao? Cái này con cũng không rõ nữa. Cái này con cũng không rõ nữa hả? Dạ. Nhưng mà có ngày nào không lượm không? Hả? Có hả? Có 1-2 ngày à. Có 1-2 ngày hả? Dạ. Tao quay lại mặt chú coi coi.
mặt gì đâu mà đề sao không đội nón giống chú Hồ vậy? Con để quên nón con bỏ nè. Vậy hả? Dạ. Đi vậy mỏi chân không Pin? Không. Không mỏi chân hả? Nãy vậy. Con nói gì? Nãy đi té xuống nước. Dạ đi... anh đi lội dưới luôn. Té xuống nước hả? Dạ. Sao té? Trật chân hay gì? Trật cục đá cái giọt xuống luôn. Dạ. Nói... có sao không? Không. Gặp mẹ thăm mừng không? Đi. Dạ nón ở bên kia. Quên. Mẹ Pin la là không chịu lấy nón đội. Hôm nay Pin vui rồi, có mẹ đến đến thăm. Mừng không Pin? Mừng. Mừng hả? Mẹ mua gì cho uống á? Mía. Uống đi. Nè mẹ có Pin mua cho Pin nước mía đúng không? Còn bên đây? Hình như là nước ngọt hay gì á. Con thích uống gì? Trà đường. Cái này number one. Number one hả? Dạ. Mẹ đến thăm khi nào mẹ mới về? Chiều tối. Chiều tối mẹ mới về hả? Dạ. Cứ mấy ngày là mẹ xuống thăm lần? Con không khổ. Con làm cực khổ vậy con sợ mẹ mình thấy mẹ mình xót thương không? Không rõ, không biết. Tí ơi, lại đây ngồi với anh đi. Ngày hôm nay á thì thông tin với cô bác với anh chị á là Ti cùng với lại mẹ của mình có đi mò con hến nữa. Ti ơi, ở đây chú nói nghe nè con. Có đi mò con hến nữa cô bác với anh chị. Và Bùi Hồ có ủng hộ mấy ký. Tùy té. Ngày nay con với mẹ đi mò hến hả? Mò nhiều không? Con ngồi đây đi Ti. Ngồi cạnh anh nè. Mò nhiều hả? Được 2-3 ký. Hến hay là con gì nữa? Ốc. Hến với dẹm ha. Mò đến mấy giờ mới về? 12 giờ mấy mới về. Ăn cơm chưa con? Chưa ăn cơm nữa hả? Nay ăn bánh mì hay ăn cơm? Ăn cơm. Này hộp dịch này là đưa cho chủ hay mẹ đem về? Hả? Hộp dịch này đưa cho chủ hay mẹ đem về? Đưa mẹ. Đưa mẹ hả? Sao mới thầy nói đưa cho chủ? Thì không có mẹ thì đưa cho chủ. Không có mẹ thì đưa cho chủ, còn có mẹ thì đưa cho mẹ. Xung vào con quỷ của mẹ. Hay sao? Xung vào con quỷ của mẹ hả? Vậy là mẹ có trứng vịt ăn là mẹ khỏi cần mua đồ rồi đúng không? Đúng không? Trứng vịt này giống như thúi đó Pin. Trứng này hả? Trứng kia màu xanh kìa. Mẹ do trứng nó màu xanh. Hả? Ở đó có 4-5 trứng. Dưới nước hay gì? Đâu? Trên bờ. Trứng nào? Mấy trứng lên đó. Không, trên bờ. Rồi đi chị. Sáng lụm dưới nước chưa? Không. Sáng giờ không có lụm dưới đường nước à? Dạ. Có ai lụm không? Mấy bên này có ai lụm không? Hả? Có. Có à? Không. Nước trong mới lụm được. Ba mẹ con ngồi vui ha. Đâu chị, con hến đâu? Lấy con hến cho em coi với. Con hến này nè. À, chị ngồi đi, chị ngồi đi. Đấy. Nông cái đường lấy là tại vì ai là bầu. Mẹ ở nhà đi mò hến, còn Pin thì đi chăn vịt. Mẹ thì phải ngâm mình ở dưới nước, còn Pin thì phải phơi nắng. Đúng không? Dạ. Lấy tay xuống thấp xuống. Rồi tối ngủ rồi chiều nay chú nghe tin là chiều nay có mưa đó. Lỡ mưa trời gặp mình chỗ đồ trốn. Tấm bạc mình văng lên cái hành cái lều á. Ừ. Rồi sao trốn? Thì trốn trong tấm bạc. Trốn trong tấm bạc. Rồi lỡ trời gầm sấm sét rồi sao? Dạ con không biết. Chị, mấy ngày nay đó Pin đi chân dịch đó là trời nắng. Thì em nghe dự báo thời tiết là chiều nó có mưa thì có lo không? Có mưa thì có gì chạy vô trong quán đó đó. Bữa khuya ai tại cho? Ngang đó đó. Bữa khuya tao không có cho con vô. Nói chung là có chủ mà. À. Ngủ chung chủ chứ đâu phải nó ngủ mình đâu. À. Sợ không Pin? Mưa trời gặp sợ không? Không. Không hả? Ai không sợ tại mình sợ mà mình không nói chứ. Hả? À. Hôm nay là chi màu hến hả? Đúng rồi. Hến này là mình bán ở cho ngoài chợ là bao nhiêu một ký? Bán ký 20 ngàn. 20 ngàn. Này mấy ký? 2 ký. 2 ký này nhiêu? 40 ngàn. 40 ngàn.
Vui Hồ dặn chị đó, mua hến này để mà đem về nhà luộc. Xào á. Xào. Luộc lên rồi xào. Xào với mình rửa sạch mình xào ăn từ từ đó. Rồi nếu mà xiên thì xào xong mình gỡ ra rồi mình xào lại. Cái mình lấy cái nước đó mình chắc vô cái chén cái tô đó để ngồi trong, cái mình lấy cái nước trong còn cái cặn mình bỏ. Rửa vỏ sạch á. Nước hến này ngọt lắm. Xào giá hẹ hoặc xào bắp cải cà chua. Là chỉ mò hến thôi, cái mò mấy con ốc thôi không chị? Ốc thì chừng nào người ta dặn thì đi vô Liên Ba xa hơn. Xa hơn, từ chỗ chị mò là xa, đi vô đó xa không? Cũng xa. À, không, từ chị nhà chị đến chỗ mò xa. Mấy cây số biết không? Không, không biết định được. Không định nhưng được. Nhưng mà biết là xa. Vừa hồi dự định là thăm cái cuộc sống của hai mẹ con mò hến. Tuy nhiên là sáng nay thời tiết nóng quá. Xuống nước, ở trên mặt nước nóng dữ không chị? Hôm nay thì nước nó nhiều, không có nóng. Hôm nước ít thì nóng. Nhưng mà nó khó mò. À, mò là mình phải lặn xuống hay là mà... Giới tay. Chơi giới tay. Hôm nay nước nó sâu quá, chỉ mò kế mé được thôi chứ không có xích ra ngoài được. À. Là nước cạn thì mò ra ngoài giữa được. Chị thường xuyên xuống thăm Biên là vì nhớ con hả? Thời gian nó rảnh được bắt đầu thì mình đi. Ừ. Có lúc mình không có mò hến được. Như cái chiều là không có mò, không có ít có mò được. Chiều là thường là nếu mà trời, nếu mà ta không có xả nước ra vô á là nước nó nóng không có đi mò được. Còn nếu mà thả nước ra vô là nước nó lớn mình mò không có được. Dạ. Rồi chị với lại Ti đi ai lo cho cậu? Thì sáng lo cho cậu xong rồi mới đi, rồi cái gỡ bà bên. Kế bên á. Dạ. Dùm thôi. Dạ. Rồi mình cho ăn uống đàng hoàng, thay tả ra đồ hết rồi. Dạ. Là mình đi, rồi mình tranh thủ mình về. À. Tới giờ chiều, cứ ăn cho ăn cứ chiều. Mấy giờ mới về? Thường là thăm về Biên thì mấy giờ chị mới đi về? Thăm Biên thì cũng căn dặn ở nhà rồi. Căn nhờ người ta là mua đồ đem qua. À. Đưa tiền cho người ta hết rồi, đi mua đồ đem về đưa qua cho ông ăn giùm. À, tự ăn được không? Có cái tự ăn là chỉ có bánh mì thịt. À. Hoặc là bánh bao. À. Đó, mình đi thì mình nhờ người ta mua cái đó đó. À. Ổng. À. Cái trà đường vậy đó. Cái bà cái bơ quán nước cái bên đó. Ừ. Kêu có bê qua cho cái trà đường. Dạ. Trong. Dạ. Cái đoạn đường mà từ nhà Vin xuống đây á cũng tốn tiền xăng khoảng mấy chục ngàn tiền xăng á, cũng cỡ lít hơn lít xăng á. Nhưng tiền đò nữa. Tiền đò nữa nhưng mà nhớ con, thương con là nữ là mua đi xuống. Cho nó chơi đi tới lui cho nó đỡ buồn. Họ cho hữu hỷ với con của mình. Cũng mua thêm nước mía rồi cho con mình uống. Vin thích uống gì? Chị. Biết nữa, giờ lớn rồi không biết nó thích uống cái gì. Chị thấy Vin dễ thương không? Mà tròn dễ thương mà ốm quá. Có chừa tiền cho nó con khi lặt vặt thích ăn kem gì đó, kem đi ngang nó mua ăn. Hoặc ở đó có quán nước đó. Nó uống rồi lại nó mua. Ừ. Nay mẹ xuống thăm mặt mày lấm lem rồi kìa, dính sình đất kìa. Uống nước đi. Hồi nãy á, cái thân hình bé xíu à. Em đi rau, em chạy ở ngoài này á là em không thấy pin luôn á chị. Nhột. Nó đi tuốt ở trong kia xa lắm. Đồ đó. À. Mà Bin nhìn thấy chị á. Nãy nó cũng không thấy đâu. Tới đây nó mới thấy. À. Nó mới dòm nhờ nó mới thấy. Có người hỏi như là chị sao không cho Bin đi bán vé số để về nhà tối ngủ chung với gia đình. Bán vé số dễ bị lừa. Dạ hả? Nhờ vé số đó cũng tôi cũng bán rồi. Chị cũng bán rồi hả? Dạ đó, tụi nó còn nhỏ tôi đi bán vé số luôn đó. À. Tôi cũng bị lừa. Rồi bán vé số vậy rồi sợ bị một là bị lừa, hai là sợ bắn không hết. Nó nhỏ nhiều khi nó bị giật. Ừ. Đôi khi cũng bị giật nữa. Ừ. Rồi với nhiều khi ở cái xứ này nó gần ranh giới như thế này, cái khi người ta lừa bán nữa. Ừ. Rồi làm sao đây? Ừ. Mình có biết đường đâu. Ừ. Mình cũng lo cho con mình đúng không? Rồi với lự tiền bạc nhiều khi nó cầm rồi mấy chị kia ma tí nó giật làm sao, đúng không? Tôi đâu có dám cho đi bán giấy số đâu. Sợ lắm. À gì có chủ mình liên lạc cũng dễ đúng không? Đúng rồi, chủ mình biết nhà biết cửa người ta rồi. À. Mình biết
người ta làm sao sao rồi mình biết hết rồi. Ừ. Ta đâu có dám bày bạ được. Sao bây giờ chị không đi bán vé số mà mò này thấy cực quá vậy? Đi lội hết nổi hả? Tại vì cũng bị tai nạn mấy lần á. À. Bị tai nạn xe mấy lần rồi cái đầu giò cặn. Yếu. Quá quý anh chị để ý ông Minh cái cặp mắt nhìn đẹp ghê á. À, mỗi lần chạy ngang đây là pin ngồi lủi thủi ở đây có mình nên nè. Ai cũng chạy qua chạy lại pin ngồi mình nên mà đâu có ngủ đâu. Đâu ngủ trưa đâu. Mà giữ cho người ta dòm dòm thì lỡ chó trong khi nó chạy. Có bao giờ chó nó chạy gì? Nó chạy lại nó cắn chết dịch không pin? Có bữa đó. Rồi con có bị la không? Có. Hả? Cắn chết mấy con? Tám con. Rồi con bị la. Chỉ bị la thôi mà không có chừng đó. Ờ. À. Ta chỉ la vậy thôi chứ ta đâu có nó nặng nó nhẹ. Ừ, nhưng mà là do chó thôi. Người lớn ở đây mà thấy ở ngoài kia mà mình chạy ra còn không kịp chứ đừng nói nó. Ừ. Đúng không? Giờ không lẽ đi ra ngoài đó đứng ngoài chờ hoài đâu. Đúng rồi. Mình mới ngồi đây mình giờ quan sát thôi, cứ thấy cứ giờ mình thấy dịch nó lạ lạ. Dịch mà thấy cái gì lạ lạ là nó tự tóc nó chạy ra là mình giờ cho thủy ra. À. Từ khi qua đây cái cũng dòm thử đó, kêu thôi nên kêu có mẹ đây mày dòm cho nằm ngủ chút đi, nó đâu ngủ được. Nghe hả? Nó quen rồi nó đâu ngủ chưa. Gì không ngủ trưa quen rồi đúng không? Nên là nữ là bên cứ vậy á. Mẹ nãy mua mấy cái đầu gà nướng nha. Trời. Tình cảm đây ha. Mua xuống cho con. Mua hết nhiêu tiền? Mua 4 cái đầu 40 ngàn. À, nay mò được nhiêu tiền mà mua hết 40 rồi. Ly nước mía. À. Thì lâu lâu vài ba bữa mới tốn một lần thì có làm được thì có ăn đi. Ở nhà của mình là chi phí ăn uống ngày nhiêu tiền chị Thí? Bánh mì để ông tự ăn. Ừ. Còn cái những cái khác là mình đút không à. Ừ. Cơm lâu lâu nó cho ông ăn một lần chứ. Ừ. Mà cũng phải ngồi cơm là đút lâu lắm, phải đút ít chút xíu như em bé vậy đó. Chị nói là em ngày là khoảng gia đình mình thôi không cỡ ông anh á, là khoảng nhiêu tiền? 20 không? Nói chung là hơn, tại vì mình mua nước đá rồi này kia ngày cũng mười mấy ngàn vậy. Tại nhà mình đâu có tủ lạnh hả? Không. Nhà mình không có tủ lạnh mới đâm ra nước đá nó bán bẹ 4 ngàn mà ngày mà ba bẹ thì hết 12 ngàn. Mà trời nóng này là uống nước đá dữ dằn. Còn gạo sao? Gạo ta cho hay mình mua? Gạo thì nói chung gạo hổm dài những ngày này cho người kia cho đó. Còn chỉ là nhiều lúc tôi đi cầu lễ với người ta cũng cho gạo nữa. Đi cầu lễ mấy cái chỗ đó ta cho gạo đó. Cái ta cho mình à. Cũng gạo này mới đi cầu lễ. Dạ. Hôm nay mẹ con đến đây cũng thời gian ít ỏi. Em đến đây thì em sẵn chị có ở đây thì em trao tiền cho chị luôn. Em không dám gửi cho pin vì cái tuổi pin còn nhỏ quá. Hôm nay em có mặt ở đây gặp mặt cùng với gia đình của mình, em không có muốn chiếm nhiều cái thời gian không gian riêng tư của mấy mẹ con để nói chuyện để ăn uống với nhau. Em thay mặt cho cô Lạc của danh ở Úc á, gửi cho chị là 200 đô Úc là tương ứng với lại 3.354.000. Em mua chị 2 kg hến này, mỗi ký là 20.000 đúng không? 2 kg là 40.000. Sao cơ ơi? Đâu tính gửi chú ăn lấy thảo vậy thôi. Ăn lấy thảo no chị văn nắng mà em ăn gì em ăn sao vô? Và em gửi cho chị là 3.400.000. Tiền của cô Lạc gọi danh ở Úc gửi cho chị là 3.354.000 ha, với lại em gửi cho chị cho chẳng là 3.400.000. Mấy chục còn lại thì coi như em mời uống trà đường. Dạ. Lộn nữa. Không, chị đếm lại giùm em với.
Rồi, nhiêu đó là mình được ăn được tháng không? Hơn à. Hơn. Lâu à. Lâu hả? Tại vì mình có đi mò hến hàng ngày nữa, có cái đồng tiền nó xây đó đó. Ừ. Coi như còn thì mình như để cắt để đó. Nó tới tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Cái là mình đóng cho người ta cho nó an toàn, mình không có phải sợ là thiếu hụt. Hôm qua thì em cũng, mấy ngày trước thì em cũng gửi cho chị 2 đúng triệu rồi. Nữa rồi, được 5 chị, triệu mấy rồi. Thì chị trả lặt vặt cho người ta lúc trước, nếu mình không có, nhiều khi không có, chị không có, chị mượn mấy người vòng vòng đó đó. À. Chị mượn cái đầu chị có là chị trả. À. Bởi vì nhiều khi mình cũng dễ mượn á, có là chị sẽ trả liền. Đó, nhiều khi mình kẹt bấm tiền nhà gì đó là người ta cho mình mượn. Thì mình có là mình sẽ trả, tại người ta biết mình cũng không có phải nhưng mà... mượn không có cả. Rồi mà không muốn trả. À. Đó, có là chị sẽ trả liền. À. Chị có lúc, nhiều lúc chị cũng bệnh, chị không có đi mò được, lúc đó mình nó cũng chưa đi chân dịch. Nhiều khi kẹt đó, là cho mình cái tiền nước, đồ đặt giặt, người ta đưa giấy cho người ta đóng cho, rồi để đó đi, chị nào có tiền thì trả. Ừ. Bên con có muốn nói lời nào với lại cô Danh nữa không? Cảm ơn cô. Cảm ơn đi. Con cảm ơn cô Danh ở Úc. Ừ. Giúp cho mẹ con. À. Số tiền để đóng tiền nhà. À. Chị. Em cảm ơn cô Danh ở Úc là cho mẹ con em một số tiền để giúp đỡ em trong cái lúc em khổ. Em cũng chúc cô Danh khỏe. Ừ. Một lần nữa thì Bùi Hồ chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị quý mạnh thường quân á. Đã hỗ trợ cho gia đình của bé Bin đến thời điểm này. Và chắc có lẽ là Bùi Hồ ngày mai thì em sẽ đưa cho gia đình mình một cái chai dầu. Em đi mà em nói em quên đem theo rồi. Cho chai dầu để gửi cho gia đình mình ha. Còn bây giờ thì thời gian cũng dài, với lại dành thời gian riêng tư cho cả gia đình ba thành viên để mà tâm sự ăn uống cho vui. Bùi Hồ chân thành cảm ơn cô Lạc và Danh ở Úc đã ủng hộ cho gia đình của bé Bin cũng như là đồng hành với Bùi Hồ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác anh chị ở video tiếp sau.